Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Quay 125, nâng cấp cực đẹp, khoe dáng giữa cái màn đêm Sài Gòn. Có thể nói cái bản dọn hôm nay được mô phỏng phong cách của Đức Thái, từ những món đồ chơi đến tận cái màu sắc. Tuy nhiên chiếc xe có một cái điểm là mình rất thích, đó là hiếm có những cái gì nào được trang bị như cái dòng lập Future Nail hay cái chiếc của Trang Lâm Y. Và cái phần dây áo, người chủ lựa chọn cho mình cái tông màu vàng đồng theo phong cách của chiếc của Trang Lâm Y, độc lạ, đặc biệt tạo ra cái sự nổi bật. Những cái chi tiết vàng trên cái phần tem lại vô cùng hợp với cái phần điền và cái bình dầu của phục. Nhìn vào trực diện ở phía trước, ta thấy được cái chó hai bóng nằm tách biệt với nhau. Đây là phong cách đặc trưng của Honda Thái Lan. Bắt thêm cái phần rổ trước để có thêm cái không gian để đồ. Ốp đầu được ốp carbon là một trong những điểm nhấn không để bỏ qua. Tay thắng tận dụng cái dòng cúp Rainbow AZ mối lại cái phần bản lề cộng với cái phần cúp gãy bên ngoài, nhìn cũng độc đáo và khác lạ hơn cho cái phần đầu xe. Bên cạnh đó thì bình dầu trong suốt dùng làm ổ dầu kèm với cái nắp của Daytona, đi cùng với cụm tắp của Active cho phép người chủ cúp ngắn hành trình ra khi chạy tốc độ cao. Nhìn vào cái phần trợ lực, thấy được cái dòng của WB có cái phần tim màu xanh cực đẹp. Thương hiệu này hiện nay có mức giá tầm từ 7 đến 8 triệu, tùy thuộc vào cái độ cũ hay mới của dòng trợ lực. Đồng hồ của Supra X100 có cái phần nền màu xanh làm cái điểm nhấn màu sắc phù hợp với cái phần trợ lực và cái núm tăng chỉnh cái độ ở bên tay thắng nằm ở bên kia đông trái. Cái dàn chân trước lên luôn dầu heo bóng đầu nóc kết nối với cơ hàng của Rainbow Bridge, tinh chỉnh là cái phần phát phù hợp với cái phần đĩa của Race, được cố định giật cái phần đùm trước thông qua cái phần thất lòng chuyển đổi nằm ở phía sau. Chiếc xe được dọn khá đẹp và chăm sóc đến từng chi tiết nhỏ nhất, khiến ta nhìn đâu đâu cũng thấy những món đồ chơi sáng bóng góp phần tạo nên một cái bản dọn hoàn chỉnh theo cái sở thích riêng của người chủ. Cái phục sau lên cái dòng phục Olin Minh Kỳ tích hợp cái bình dầu rời, vì vậy phải cắt quá dàn áo để không bị cả cứng trong quá trình sử dụng. Cái phần chế phục được đổi lại tận dụng cái hàng gia công riêng, vừa giúp cái phục đẹp hơn vừa nâng cái lò xo cao một chút, tránh tình trạng bị cả cà phê trong quá trình lắp ráp. Với cái phần niên đi cũng là một trong những sản phẩm rất hiếm gặp trên thị trường hiện nay. Quay lại với những chi tiết mình ở bên trên chiếc xe, dù là cái dòng đời cũ của chiếc Y nhưng vẫn trang bị cho mình đồng hồ có cái dòng LCD ở dụng cái mắt đọc km trong cái phần động cơ. Tuy nhiên là cái công nghệ đó là không mới nhưng làm chiếc xe trông lạ mắt và gọn gàng hơn. X4 1/10 dọn cực đẹp đi cùng với dàn chân ba cây. Cái chiếc X4 1/10 hôm nay lấy cái tông màu là full xám cam đen vô cùng huyền bí, tạo ra cái sự cứng cáp. Những chi tiết đồ chơi được người chủ thêm vào là một cái điểm nhấn chạy máy, là một tính đồ thực thụ của nhà Race Boy, cho có thể nói khoảng 70% cái dàn đồ chơi với xe thì sở hữu là những thương hiệu đến từ Malaysia. Có lợi thế là những cái món đồ chơi Race Boy có thể lắp ráp như zin dành cho rất nhiều cái dòng xe khác nhau nên việc chế cháo cũng hiếm khi xảy ra. Các bạn đang thấy cái cụm thắng của Race Boy phiên bản là bình dầu rời sau chi mình piston là 14m, phù hợp với các dòng xe ở dụng heo dầu là 2m trở xuống. Cái mẫu tay thắng này tích hợp cho mình cái bình dầu rời, ngoại hình của nó cũng không quá to lắm nhưng đầy đủ những hiệu năng và tạo được những cái điểm nhấn. Dàn chân với sự kết hợp của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như dòng Morin xám kết nối với hẹp của Rainbow 2m xứng, đi kèm cái phần đĩa thắng đồ chơi được cố định vào cái mâm ba đào, những cái gió ốc của D5 xanh được bảo cực đẹp. Nâng cấp lên vụ Race Boy bình dầu rời được nhiều anh em chơi xe cũng ưa chuộng trong những năm gần đây, nhất là những cái dòng xe dọn chuyển trên bình dầu và chân phục có những cái nước tăng chỉnh để kiểm soát được cái độ đàn hồi của phục. Bộ cấp Kintrax mà chiếc xe sử dụng có sự im ái và cái trọng lượng cũng nhẹ hơn, tuy nhiên cái độ ổn định và cái sự cứng cáp cũng vô cùng ấn tượng. Cái dòng sản phẩm này sản xuất dành như zin cho cái dòng X10, không phải chế cháo bất cứ chi tiết nào hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like, share, subscribe.